Cụ thể, trong 3 ngày 26, 27 và 28 tháng 7, khi có hóa đơn mua sắm tại khu tự chọn của siêu thị với giá trị từ 400.000 đồng trở lên, quý khán giả sẽ được mua một sản phẩm siêu đãi trong ngày. Tương tự, hóa đơn 800.000 đồng trở lên sẽ mua được 2 sản phẩm. Trong đó, Coop Max sẽ tặng khách hàng đến 525.000 đồng khi mua sản phẩm tủ nhựa Tabi M5 ngang. Bên cạnh đó, các sản phẩm cần thiết trong mùa mưa năm nay như là đèn bắt mũi Daewoo và bình đun siêu tốc Sennheiser cũng sẽ được siêu thị áp dụng mức ưu đãi giảm giá lần lượt là 30 và 40%. Đặc biệt, quý khán giả cũng sẽ tiết kiệm được 47% khi mua chảo không dính vân đá bếp từ Sennheiser 24cm, tức là chỉ cần thanh toán 185.000 đồng khi mua hàng. Ngay từ bây giờ, quý khán giả có thể đến siêu thị Coop Max gần nhất để tìm hiểu thêm thông tin về các chương trình ưu đãi hấp dẫn khác.